Hello, xin chào, tao là Mạnh nhá, shop cơm ngại ngân hàng 4.0 hotline 0886 993 345. Hôm nay làm cho clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung nhé. Đó thì đây là cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung này, thì nó hình dáng nó giống như một chiếc cục sạc Samsung bình thường đó, và có màu đen nhé. Đó, và mắt camera được đặt ở đây rất là kín đáo luôn, và cái mắt camera này khi mà các bạn quay nó sẽ không bắt là tia hồng ngoại cũng như là không bắt ánh sáng nhất nhé. Đó, và chức năng của chiếc camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung này là có thể xem lệnh trực tiếp ở trên điện thoại với chất lượng ảnh là full 4K sắc nét. Đó thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Vi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Vi Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đây nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người, và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại cho bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Và khi mà các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra nha các bạn nhé. Đó thì ở trong này có rất là chi tiết rồi, thì bước đầu tiên là bạn sẽ tải cho mình ứng dụng là lock cam về điện thoại, và tiếp theo bạn sẽ khởi động camera, các bạn sẽ cắm trực tiếp cái cục sạc điện thoại Samsung này vào ổ điện nhé, bởi vì cái mẫu cục sạc Samsung cũng như là tất cả dòng camera ngụy trang cục sạc đều sử dụng nguồn điện trực tiếp là 220V. Các bạn sẽ cắm trực tiếp nguồn điện vào, sau đó tiếp theo thì camera sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi là có chữ G, là có chữ F đằng trước, mà một vài số một vài chữ là không mật khẩu, thì các bạn sẽ kết nối wifi nó vào. Tiếp theo thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là lock cam này, các bạn hãy chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đó, cũng như là hướng dẫn bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách các bạn có thể là kết nối xem trực tiếp từ xa như nào. Đó, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào. Thì ở trong này có rất là chi tiết thôi, thì về các bạn chỉ cần làm theo từng bước ở trong này là có thể dùng ok nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung này, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, phần trên này sẽ là phần mắt camera nhé, mắt camera kín đáo này. Đó, và bên sườn thiết bị đây sẽ có hai cái lỗ này, một lỗ reset và một lỗ báo đèn thiết bị khi mà thiết bị hoạt động nhé. Và đây sẽ là cái chân USB để bạn vẫn có thể sạc pin điện thoại được như bình thường. Dưới đây sẽ là cái cây cắm thẻ nhớ đây, và đây sẽ là hai chiều cắm này, bạn có thể là cắm vào trong nguồn điện. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB, thì mình sẽ gắn vào nhé. Thẻ nhớ bạn sẽ gắn vào như này. Sau đó tiếp theo thì bạn sẽ cắm trực tiếp vào nguồn điện thôi. Đó, thì khi mà cắm nguồn điện như này, các bạn sẽ thấy ở bên trên camera sẽ sáng cái đèn màu đỏ lên như này, là camera đang hoạt động nhé. Và cái đèn này khi mà các bạn vào trong ứng dụng thì các bạn phải tắt được đi. Tiếp theo thì để sử dụng chiếc camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lắp cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cả là App Store. Đó, thì tiếp theo thì các bạn sẽ vào mục là cài đặt của điện thoại này. Tiếp theo thì các bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung này sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F hoặc chữ G đằng trước, một vài số và một vài chữ là không có mật khẩu nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ kết nối Wi-Fi đó vào. Này, các bạn đợi một chút này, bạn đã kết nối xong thì nó sẽ lập tức cho mình nhé. Đó, khi các bạn kết nối xong thì các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Đây, các bạn chọn vào mục là cancel của mình nhé. Thì khi mà các bạn chọn vào mục là cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là đi vào online màu xanh như này. Thì để xem được thì bạn sẽ kích vào chữ online màu xanh, và tiếp theo bạn hãy chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đó, mình sẽ quay cam lại trước bạn xem. Đó, chất lượng ảnh của chiếc camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung này thì rất là ok bạn nhé. Này, đó, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn chọn mình cái loa này. Alo lô. Alo lô. Nó do cái camera và điện thoại của mình đang gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng là bạo âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng bạo âm như vậy nó sẽ mất đi nhé. Tiếp theo thì bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì bạn hãy chọn vào máy chụp ảnh, đây sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó, đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video này, các bạn hãy chọn vào bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu lại video nhé. 2 giây, 3 giây, 4 giây.
Các bạn muốn lưu đoạn video này vào thì các bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là sẽ tự động lưu đoạn video vào trong cái ứng dụng là lắp cam nhé. Tiếp theo đi anh, tam giác này sẽ là đảo chiều nhảy sang trái sang phải này, cũng như là đảo chiều lên trên xuống dưới đây. Đó, cái cam các bạn quay ở một góc mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà nhảy bạn quay ra thuận chiều như này rồi thì các bạn cứ để nguyên như vậy thôi. Đó, tiếp theo thì chế độ hình mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của nhảy nhá. Bạn thể là cho chế độ ánh sáng của nhảy nó cao lên này, cũng như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng đi cho ánh sáng của nhảy nó thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng nhé. Đây. Đó, tiếp theo đi chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của nhảy nhá. Các bạn có thể là cho màu của nhảy nó đậm lên này. Đó, cũng như bạn có thể là giảm màu đi cho màu nhảy nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm này. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng. Và phạm vi mà các bạn coi được ban đêm này là khoảng 10 mét ban đêm nhé. Nó rất là xa. Và khi mà các bạn coi ban đêm thì mắt cam sẽ không phát ra tia hồng ngoại gì hết nhé. Hồng ngoại của nó là ngoại đen. Đó, và tiếp theo bên các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi. Là tự động ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Đó, và tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn là chọn cái độ phân giải của ảnh ở đây. Thì độ phân giải của nhảy tối đa quan trọng vào mục là 4K nhé. Thì khi mà mình kích hoạt cái chế độ phân giải 4K thì các bạn thấy chất lượng nhảy rất ok nhé. Đây, cam di chuyển từ đâu là nhảy từ đó này, rất là nét luôn các bạn nhé. Đó. Và tiếp theo các bạn sẽ thấy ở trên phần thân cam đây sẽ sám cái đèn màu đỏ và màu xanh như này. Thì bây giờ các bạn muốn tắt cái đèn màu đỏ này, màu xanh này đi thì các bạn chỉ cần bấm cái bóng đèn trên app thôi. Là đèn tự tắt đi các bạn nhé. Cũng như khi mà các bạn muốn bật đèn lên thì bạn chỉ cần bấm cái bóng đèn thôi là đèn tự bật lên. Đó. Thì giờ mình đã test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung. Tiếp theo thì mình sẽ vào cái đặc trưng ở trong cái ứng dụng là lắp cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặc cơ bản ở trong cái ứng dụng này. Các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt này và tiếp theo bạn hãy chọn vào mục là device setting này. Thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục là password ở đây sẽ là 123456 này. Nó lưu mật khẩu bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Nó sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó, rồi bạn kích vào mục là ok là sẽ đổi mật khẩu của cam nhé. Đó, tiếp theo sẽ là mục SDK setting này sẽ là mục cho bạn là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này. Mục auto record này sẽ đồng hình 24x24 nhá. Là chỉ cần chiếc camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung này các bạn cắm vào nguồn điện thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Alarm record đây sẽ làm ghi hình khi có chuyển động. Là chỉ cần có người di chuyển các mắt cam thì cam nó sẽ tự động ghi hình vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Còn khi mà không có người di chuyển các mắt cam thì cam nó sẽ không lưu. Đó, video duration là các bạn hãy chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Đó, ví dụ như khi mà các bạn chọn là 10 phút một file thì các bạn sẽ đủ 10 phút thì cam sẽ tự động lưu một đoạn video là 10 phút một file. Nếu mà khi mà các bạn cắm tầm 1 tiếng thì thiết bị nó sẽ lưu cho các bạn thành 6 file 10 phút nhé. Cứ trải dài ra, chia nhỏ ra thành 10 phút một pha. Đó, một total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này. Thì bây giờ mình đã gắn một chiếc thẻ nhớ là 32GB vào. Thì ở đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 29988MB nhé. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam. Khi mà các bạn lưu video vào, còn thừa bao nhiêu thì sẽ ở bên dưới đây. Format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn vào mục là ok, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn vào mục là cancel của mình nhé. Đó, tiếp theo sẽ làm wifi setting này. Thì trong wifi setting này thì cái camera ngụy trang trước cục sạc Samsung này nó sẽ tìm ra cho các bạn những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì bạn đang gắn chiếc cam ngụy trang cục sạc Samsung này ở đâu thì cam sẽ tìm ra wifi xung quanh ở đó. Và tiếp theo bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Rồi bạn kích vào mục là ok. Là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G, 4G là có thể kết nối trong trực tiếp từ xa được hết nhé. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang chiếc cục sạc Samsung. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886 993345, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.